Dạ 8 giờ, nói 8 giờ để được đi thôi chứ đi quá luôn, đi 9 giờ về. Là ông bố ông xách cái cây roi cũng để sẵn rồi. Thấy xách cái roi rồi. Bỏ chạy. Không, nó vừa chở mình về cái chạy mất. Thì đó bỏ chạy. Đứa em là có một thời gian là giận nhau cực kỳ giận, cái mặt không có nhìn luôn. Vậy cho nên là hiện bây giờ là bố em nghĩ là em với là chồng em bây giờ đang giận nhau á, chưa có nhìn mặt nhau, chưa hết cái buồn nọ sang cái buồn khác. Kê ổng có bồ. Kê ổng có bồ. Rồi đùng một cái thằng Út, con Út á, là bị bệnh ung thư máu. Em xin chào anh Đức Thuận và chị Hồng Vân. Đó. Em tên Trần Ngọc Cường, hôm nay em 45 tuổi. Em thường trú ở Bình Thuận. Làm công việc gì Cường ở Bình Thuận? Dạ, lúc đầu thì em làm sửa xe Honda. Sau này cái mê cái nghề tài xế, cái chuyển qua nghề tài xế. Hiện tại là chạy công nghệ xe máy. À, bây giờ là em đang chạy xe máy. Chạy xe máy công nghệ. Dạ, đúng không? Dạ. Xin mời vợ của Cường. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Phi. Em sinh năm 82, năm nay 42 tuổi. Phi là công việc gì? Thì bây giờ là đang còn chạy xe Grab. Chồng cũng chạy luôn. Chạy xe công nghệ. Vậy hả? Có khi nào mà chạy trên một cái tuyến đường mà gặp nhau không? Dạ gặp hoài luôn. Gặp hoài luôn á. Rồi bây giờ thôi chắc kể cho Quốc Thuận với chị Vân nghe đi. Dạ. Là cái cơ duyên nào mà khiến cho Cường với Phi là hai người gặp nhau, lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời thì có ấn tượng gì không ạ? Lúc trước thì hai đứa cũng quen, gặp nhau cũng cũng một cái duyên thôi. Là đi một cái đám tiệc sinh nhật của bạn bè á. Lúc đó là Bình Thuận. Dạ, Bình Thuận. Vô tình gặp nhau rồi bạn vợ em là đi nhờ người ta chở tới á. Còn lúc về thì mình đại diện ra mình vẽ đàn ông mà. Để anh chở về cho. Đó, là vì chở về được đó là mình mới biết nhà. Còn em có để ý bạn không? Dạ không. Ở dưới quê mà lúc gặp ổng là mới có 20 tuổi à. Mà 20 tuổi hồi xưa không phải như bây giờ đâu. Bây không, giờ nhưng mà biết là vậy mà ý là cũng không có nhìn, cũng có tình ý gì đâu. Mà thấy ông này sao ông biết nhà mình, ông lên hoài vậy trời. Cái ông lên hoài, chiều nào ông cũng lên chơi hết trơn. Ông bố nhà khó lắm. Mà quen nhau cái biểu xin bố chở đi chơi uống cà phê gì, hồi xưa đi uống nước mía. Ông bố hay đi mấy giờ về? Dạ 8 giờ, nói 8 giờ để được đi thôi chứ đi quá luôn, đi 9 giờ về. Là ông bố ông xách cái cây roi cũng để sẵn rồi. Thấy xách cái roi rồi. Bỏ chạy. Khôn lắm, vừa chở mình về cái chạy mất. Thì đó bỏ chạy. Hai vợ chồng là quen nhau là coi như 20 mấy năm rồi hả? Dạ, nếu mà quen thì có 1 năm cưới à. Tới giờ là được 21 năm rồi. Lúc đó là em nhớ là anh lên nhà anh chơi. Mà anh nói chuyện với em trước đó, một ngày thôi à. Cái ngày đó anh thông báo là mai á có mẹ anh với lại bà mợ là đại diện đi ra nhà để nói chuyện với ba mẹ em để cho anh chính thức quen em. Nhưng mà trước khi mà Cường đặt vấn đề là nói là mẹ xuống á, thì trước đó đó là có qua lại với nhà của Phi rồi gặp bố rồi gặp gia đình. Cũng có bố. Gặp 1-2 lần nhưng mà là ông dạy vợ cực kỳ khó. Mỗi lần mà đi tới tìm con gái, ông nói là không có nhà. Còn ở trong nhà đó. Nó không nhà. Nhưng mà vợ thì đứng ở trên á. Là ra ngoài là để trốn đi ra. Ông bố giờ còn khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe đúng không? Mà cũng khó y như hồi xưa. Chắc là bố đang coi đó. Bây giờ mà bố coi được cái chương trình này là bố hai cái đứa này nó lâm ly bi đát dữ thằng. Mà không biết hai đứa này bây giờ nó làm cái gì mà. Bây giờ nó được ngồi đây, nó nói chuyện với nhau vậy. Là bố em đang nghĩ là hai đứa em không có được ngồi như vậy đâu. Sao vậy? Là sao? Là nghĩ hai đứa bỏ nhau rồi hả? Hai đứa em là có một thời gian là giận nhau cực kỳ giận, cái mặt không có nhìn luôn. Cho nên là hiện bây giờ là bố em nghĩ là em với là chồng em bây giờ đang giận nhau á. Chưa có nhìn mặt nhau nữa đó. Thì để mai mốt cho bố bất ngờ cho bố vui. Mà hai bạn này là sau khi cưới nhau mới có nhiều cái để mà nghe nè. Chứ drama còn... đúng không? Với nhiều drama nè đúng không? Bản thân em đây nè, em còn nghĩ là chắc không bao giờ mà nhìn cái mặt ổng nữa đâu á. Thật sự nói nghe coi. Cái thời điểm mà hai đứa lúc mà bùng dịch đó. Hai đứa mà thương nhau rồi lấy nhau được 10 mấy năm là đẻ được 4 đứa con rồi đó. Nói chung là vợ chồng cùng nhau đi làm, cùng nhau xây dựng gia đình rồi cũng có gia đình, cũng nhà cửa rồi với người ta rất là hạnh phúc. Cố gắng mọi thứ. Thì con cái rồi cũng êm ấm. Thì trong cái thời gian mà dịch bệnh á, năm 2019-20 đó là dịch bệnh suốt liền kéo dài là không có buôn bán làm ăn gì được hết. Anh chị có nhớ là đi buôn thanh long mà thanh long nó lên tivi là đổ cho bò ăn không? Nhớ. Là cái năm đó, năm đó là năm vợ chồng em sụp đổ luôn. Thì là đùng một cái là tiền hết, là bán nhà để mà lo trang trải nợ nần cũng chưa có hết nợ luôn. Bán nhà mà cũng chả không có hết nợ nữa. Chưa hết cái buồn nọ sang cái buồn khác. Kê ổng có bồ.
Rồi xong á là cái chuyện tình cảm vợ chồng á nó xích mỉ, nó xích mít rồi gây lộn rồi đánh lộn rồi nó giận nhau rồi em buồn quá em mới không có ở nhà. Đi xứ người xin việc làm không có ở nhà đâu. Rồi lúc đó con làm sao? Là lúc đó là con cái là giao cho nội nè, rồi giao cho ngoại nè. Rồi đùng một cái thằng Út, con Út á là bị bệnh ung thư máu. Út nó mấy tuổi? 7 tuổi à. Dạ, 7 tuổi. 7 tuổi. Rồi bây giờ làm sao? Là cháu vẫn bây giờ là đang điều trị hơn 1 năm rồi đó. Bây giờ đang điều trị. Cho nên chính vì thế hai vợ chồng mới chuyển từ trong kia vào đây. Từ cái chỗ bỏ nhau rồi mà giờ cái con nó bệnh, bây giờ nó thiếu cái tình thương của cha mẹ. Người nó ở với em không à. Rồi không có mẹ này nó cũng tội, mẹ cũng suy nghĩ. Rồi nó vô nó bệnh thấy nằm trong bệnh viện lúc nào ai cũng có mẹ rồi hết, nó không có, mình mới suy nghĩ vậy mình mới đi năn nỉ về để lo lại giờ cuộc sống nó đã cái gì cũng đã qua rồi. Sau giờ mình bỏ hết để mình lo cho con. Rồi giờ đang điều trị nó ở trung tâm ung bướu cơ sở 2 mình nè. Rồi giờ hai vợ chồng ngồi đây vậy thì ai coi nó? Dạ nó bình thường, nó ung thư máu nhưng mà nó lại đánh thuốc, nó lại chịu thuốc. Nó bây giờ nó bình thường, nó ăn uống ở nhà, có con bé lớn nó chăm. Bây giờ hai vợ chồng ở quận mấy? Dạ quận 7, mướn nhà ở Nguyễn Thị Thập mình ạ. Cái lúc mà chồng gọi điện báo tin cái thằng Út nó bị như vậy là em than lên liền luôn, em than lên bệnh viện liền, không có còn giận nữa. Lúc đó là giận, ông giữ thần luôn, giận cái mặt không nhìn luôn á. Là lúc nghe nói là con bệnh, chạy lên liền. Lúc nó gặp em thì sao? Lúc nó gặp em á, cái lúc đó? Thì cũng bình thường vậy thôi, thấy con khóc. Chính em đây mà xét nghiệm ra mà nó phát ung thư máu, em bỏ ăn mấy cả tuần lễ luôn á. Toàn là khóc không. Nhìn nó là mình cứ sợ. Mình thấy nhiều đứa nó ra đi mà mình thấy tội quá rồi mình nhìn nó cái mình xót, mình quay những cái cảnh lại để mình lúc đó mình để mình nhìn nó lại á. Sợ nó đi không à. Lúc con em nó bệnh là nó có 14 kg à. Bữa nay nó được 24,5 kg rồi. Vậy được rồi. Nó lên 10 kg mấy vậy là ngon lành nha. Ok. Nhưng mà bác sĩ cho biết á là tình trạng của bé là đang hấp thu thuốc rất là tốt. Có một thời gian là em ngưng thuốc đó. Lúc mà em mất tiền không có tiền để lo cho nó là em ngưng. Em có điện về quê mượn tiền hết rồi. Không có ai cho mượn đó đó. Và lúc đó là bé nó cũng đang ổn á. Em thấy tình trạng nó ổn thì em mới xin bác á là bác ơi có thể mà cho Bảo nó qua duy trì được không bác? Tại vì là mẹ chạy tiền không có ra. Thì bác cũng nói là để bác xét nghiệm xong rồi tổng quát hết rồi bác mới quyết định lần. Thì lúc đó xét nghiệm ra thì bé nó cũng ổn như bây giờ nè. Nhưng bây giờ là một ngày là phải mất bao nhiêu tiền thuốc cho con? Dạ tháng. Không có tính là ngày, tính nó là cứ 2-3 tuần á là đi đánh thuốc một lần. Vậy một lần đánh thuốc vậy là bao nhiêu tiền? Cái lúc mà mấy cái to đầu nó mới nhiều tiền. Mấy to đầu đánh một to là nó là 100 mấy á. To tấn công á. 150 mấy triệu. 157 triệu. 940 mấy ngàn á. Là cái đó mình tính xong rồi nó có bảo hiểm. Nhờ nó có bảo hiểm y tế á. Là lúc trước nó bảo hiểm 100% là mình đóng nó cũng nhẹ lắm. Cho tới giờ phút này thì hai vợ chồng cảm nhận như thế nào khi mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Và nhất là hai người vừa trải qua rất là nhiều những cái biến cố. Theo em thì cái tâm trạng của em thì em thấy vợ chồng son hay là vợ chồng già nó cũng giống nhau thôi. Giống nhau ở chỗ là vợ chồng là phải tin tưởng và cảm thông cho nhau. Mà tha thứ cho nhau nữa. Giống như em. Em giờ không nhớ là có tha cho ổng hay không nữa. Nhưng mà bây giờ á, sau khi mà quay lại ở lại chung với nhau trong một năm á, thì giờ cái điều em mong muốn ở chồng em điều gì nhất? Nếu mà mong á thì nhiều lắm, mà muốn cũng nhiều luôn. Muốn nhất á là ổng chỉ lo cho con thôi. Cố gắng lo cho con ha. Còn em thì sao? Em mong muốn vợ em ở vợ em điều gì em nhất? Em thì giờ cái mong muốn là sống với nhau thật tình với nhau, đừng có giả dối với nhau gì nữa, rồi lo cho con cho cái cho nó hoàn toàn khỏe mạnh là mừng lắm. Chứ còn bây giờ không biết nhiêu cho đủ, biết nhiêu cho thiếu hết, chăm sao mà thấy ngày nào cũng còn thấy con mình và thấy mọi người là được rồi. Thôi nói chung là bây giờ không chỉ là hai vợ chồng thương và lo cho con đâu, nhưng mà ông bà ở ngoài quê chắc chắn cũng sẽ có những cái nỗi lo cho các con. Mà lo cho cháu rồi lo cho hai vợ chồng nữa. Xem cái số này rồi thì chắc chắn là ông bà sẽ biết được là hai đứa đang gọi là bây giờ đang chung tay bỏ qua hết tất cả mọi những mà lỗi lầm của nhau để mà cùng lo cho con. Chị nghĩ là tụi em nói một cái lời gì với ba mẹ ở dưới quê đi cho ông bà yên tâm. Con không có biết nói gì, nhưng mà là từ khi mà con Út nó bệnh tới nay, Bảo bệnh tới nay là hơn một năm nay không có về quê.
Tết cũng không có về quê nên chưa có dịp mà để gặp bố mẹ mà kể là bố ơi là nay là con tha thứ cho ông Cường rồi đó, cho ông về ông ở với con rồi đó. Thì sẵn dịp đây là con nói luôn là con sẽ tha thứ cho ông. Nên ba cứ yên tâm ha, ba cứ yên tâm, bây giờ cháu của ba là hai vợ chồng con sẽ cùng chung tay, chung lưng đấu cực để mà lo cho con. Còn về phía em thì em phải có một cái lời hứa hay lời xin lỗi gì với vợ, với những cái gì mà mình đã gây ra, đúng không? Mà giờ vợ đã tha thứ cho mình như vậy rồi. Nói nhìn vợ, nhìn nói vợ đi. Anh cũng thấy cuộc sống mình giờ nó cũng đã vậy, là em tha thứ với anh cũng rất là cảm ơn vợ nhiều. À, mình cũng cố gắng để lo cho con tương lai cho sau này tốt đẹp và hạnh phúc. Và anh cũng mong là hai vợ chồng cũng trong công việc nó sẽ thuận lợi, và thậm chí sẽ có một cái cơ may với mỗi công việc nó sẽ phát triển hơn. Với cái số này chị nghĩ là nếu phát sóng ra mà tự dưng biết đâu có một cái cơ duyên, cơ hội nào mà có một cái người mạnh thường quân nào đó họ tạo một cái điều kiện để cho tụi em có một cái công việc mà nó có thể có được cái nguồn thu nhập nó tốt hơn, nó đỡ cực hơn đó, để mình có thể lo cho con được thì cũng rất là tốt. Đó, chị cũng cầu mong vậy. Còn với chị thì chắc hôm nay thì thực sự chị cũng rất là xúc động với hoàn cảnh của tụi em. Thành ra là riêng bản thân chị có thể nào mà chị biếu tụi em 10 triệu để tụi em phụ cái một chút cái thuốc cho cháu nha. Có như thế nào thì chị nói như vậy, ít khi nào mà chị có những cái bộc lộ như vậy lắm. Nhưng mà tại vì thực sự là chị rất là thương cái hoàn cảnh của tụi em luôn á. Hồi nãy lúc mà trang điểm mặc đồ á, em có nói với anh, tự nhiên cái giờ mình lên đây mặc đồ cưới, mình giống như là mình đi cưới lại vậy. Ổng nói đúng rồi, bây giờ mình là cưới lại đó. Đúng rồi. Thì bà tha thứ cho tôi, tôi ở với bà thì giống như bây giờ là mình làm lại từ đầu ha, đó. Coi như giờ mình bắt đúng đầu rồi. Lại từ đầu. Và mà coi như em á thì em lúc giờ em không có giận ông nữa, mà em có suy nghĩ là con em á là nó khỏe là em mừng lắm, em mừng còn hơn là em giận nữa. Coi như hôm nay là một cái duyên nhé. Và bắt đầu hôm nay coi như là hai vợ chồng cưới lại, mặc lại cái áo cưới. Thì như hồi nãy thì chị Vân có một phần san sẻ với hai vợ chồng để phụ tiền thuốc cho Út, với một phần nữa là trang trải trong cuộc sống, thì với số tiền là 10 triệu. Hôm nay thì hai vợ chồng coi như là cưới lại. Thì trong cái tiệc cưới thì Quốc Thuận cũng là một cái người khách, vùng thời cũng là một người MC. Thì thôi xin gửi cái tiền mừng là số tiền 5 triệu. À là em mừng đám cưới dạ, đúng không? Dạ em mừng đám cưới 5 triệu đó chị. Mừng đám cưới, còn chị á là phụ cho tiền thuốc cho thằng nhỏ ha. Đó rồi. Vậy đi. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều. Phụ nữ đi. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Anh chúc cho hai vợ chồng công việc nó sẽ tốt hơn. Em với lại bé mau khỏe, bé mau khỏe, mau hết bệnh. Em cảm ơn anh với chị và em chúc anh chị được nhiều sức khỏe. Và em cũng chúc cho chương trình này được nhiều cái cặp vợ chồng như tụi em cũng biết yêu thương nhau và san sẻ cho nhau trong hoàn cảnh gia đình, cũng như là các khán giả đang coi. Rồi, không sao, nghe. Rồi. Tên là Phan Thế Bảo, năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang làm trong ngành khách sạn. Em tên là Nguyễn Thị Dạ Thảo, năm nay em cũng 30 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh. Chắc có lẽ là hai bạn gặp nhau ở một đâu đó, chắc chắn phải gặp ở khách sạn đúng không? Tụi em học chung với nhau năm cấp 3 là 3 năm, rồi quen nhau 7 năm. 10 năm rồi. Là 10 năm mới cưới. Chia sẻ về cái ngày đầu gặp nhau đi. Năm lớp 10 thì vợ em hiện giờ đang thui mà đang giúp lớp nữa. Em đặt... đâu đen đâu. Dạ bây giờ hình như đổi máu hay sao. Là em cho cái biệt danh là Thảo Mộng. Em đón nhận cái biệt danh đó với một tâm trạng như thế nào? Dạ, em rất là ghét anh này. Hồi đó thì anh này trong lớp thì là cao nhất lớp mà ốm nhom mốt nhất mà cứ hay đi theo chọc ghẹo. Vậy thì ảnh đã đặt cho em một cái nickname như vậy, chắc chắn em phải đáp lại ảnh một cái nickname chứ. Em đặt cho ảnh nickname là chú xe ôm. Ngày xưa em cũng ốm chứ không có bự con như bây giờ. Có bị bạn bè chọc ghẹo không? Tình hình năm lớp 10 cũng không thích nhau đâu, chỉ là đi theo chọc chơi vậy thôi. Thì nói chung những bạn trai mà trong lớp thấy em chọc vợ em là khoái lắm, hùa theo. À, con đen nó vô. Đúng không? Trời, dễ sợ thì. Mỗi lần nghe vậy chắc giận lên lắm đúng không? Bây giờ mình đang suy nghĩ hoài, không biết từ cái đó làm sao yêu nhau được. Lớp 12 chia tay lớp thì có hẹn nhau ăn một buổi tiệc, thì em mới nghĩ trong đầu là cái anh này cao ráo mà đẹp trai nữa, mình phải không tấn công thì coi chừng chia tay lớp là mất anh này sao. Dù sao là mình quen anh này để mốt lấy cái gen sanh con cho nó đẹp. Rồi, mục đích tối cao, mục đích tối cao.
Ai chưa hỏi ra. Giống như người ta thường hay nói là khi sinh đời bố cũng cố đời con. Lúc đó là thực sự yêu chưa hay là chỉ suy nghĩ là để cải tạo nòi giống thôi? Chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ tại nghĩ thôi. Rồi sao? Vợ em tỏ tình lãng mạn lắm anh, mình quen nhau lại. À, lãng mạn ghê. Dạ. Thì lúc đó em cũng đang buồn tình, cũng đang nói chung là cũng chưa có bạn gái mà cũng đang xỉn là nhiều gật, mình gật cũng đâu có chủ động được, mình gật. Dạ. Xả vô điều kiện. Anh ơi quen đại đi anh ơi. Đó rồi qua ngày hôm sau sao? Qua ngày hôm sau thì giống như là hai đứa bạn bình thường đâu có tỏ tình gì đâu. Chưa yêu đúng không? Chưa yêu. Ở bây giờ cũng hỏi là vậy thì bao lâu thì mới yêu nha? Cũng quen một thời gian thì bạn gái em muốn giới thiệu em với gia đình của bên gì. Chứ không phải là giới thiệu với ba mẹ trước. Bình thường thì em rất là thích uống bia. Bữa đó khó ở trong người hay sao á. Em vô bàn ngồi được 2-3 lon vậy đó em bỏ bàn. Nhà gì em thì ở tận Hóc Môn mà các anh thì tự nhiên chở em lên đó rồi đùng đùng bỏ về không biết lý do gì hết. Nên là em rất là giận. Em nói là kỳ này về là phải chia tay luôn. Về nhà em viết một cái lá thư dài lắm. Cái lá thư nó dài, thiệt là dài, nó lãng nhách à. Cứ một cái nội dung được viết đi viết lại là bây giờ hai đứa mình còn nhỏ quá, thôi lo học đi. Mà lúc đó lớp 12 xong rồi còn học gì nữa. Rồi em thấy anh với em nên để một thời gian rồi tìm hiểu nhau thêm. Rồi cũng đoạn đó cái hồi lại lặp lại thôi, mình cần phải đi học thêm, luyện thi đại học gì đó. Cứ mà ra tới một trang nào đó. viết thư mà bị dấp đĩa đó phải không? Ủa nhưng mà nè, rồi viết chia thư tay. Chia tay vậy rồi cuối cùng có đồng ý chia tay không? Đồng ý liền. Ủa vậy rồi làm sao gặp rồi lại? Sao gặp lại? À, lúc đó là cũng gần đến Tết thì trong lòng cũng xôn xao. Nghe xôn xao dạ, thì trong lòng ta xôn xao đó. Dạ. Cái là thì em mới quyết định là lên kế hoạch chinh phục lại. Mình cũng nó cũng chảnh mà, không có qua năn nỉ đâu, cứ lượn xe qua lại, hy vọng người ta thấy được mình vậy. Làm bộ thấy qua đi lại gì đó phải không? Em thấy anh cứ chạy qua chạy lại nhà em hoài nhưng mà em không thèm kêu để coi ảnh làm cái gì. Chạy hoài thì nó chán quá cho nên thôi đâm thẳng vô nhà luôn. Bây giờ muốn hỏi tiếp nè, khi mà quý xe thẳng vô nhà rồi sao? Với đâm anh cái xe vô nhà thì vợ hỏi đi đâu? Mình cũng đâu có năn nỉ, mình nói anh qua lì xì cho em. Lúc đó là em thấy tự nhiên mình đã chia tay rồi mà tự có người lại lì xì mình, có tiền rồi mình cười tiếp mắt mình nhận liền. Lúc đó là hết giận nhau và làm lành lại chưa? Nói như vậy thôi nhưng mà cũng chưa có chịu đi chơi. Em với bố vợ em hiện giờ là cũng rất là hợp với nhau. Khi mà giận như vậy thì em cứ vác thùng bia qua ngồi với bố vợ là mọi chuyện được giải quyết. Tức là mỗi lần mà vợ em giận em không làm lành với vợ mà em mua chuộc bố vợ bằng một thùng bia. Rồi cuối cùng sau khi nhậu xong rồi ba em nói gì với em? Khi nhậu xong rồi lúc nào ba em cũng khuyên em là mày không làm lành với Bảo đi. Thấy nó đàng hoàng đẹp trai vậy mà không chịu nữa. Giận hờn gì hoài. Rồi bố em bắt bố là em phải làm lành trước. Hai bạn cùng tuổi mà cái đầu bạn này ghê thiệt. Bất kỳ bất kỳ. Vậy thì bao lâu thì hai bạn mới quyết định đi đến hôn nhân? Quen nhau 7 năm mới tới hôn nhân. Vậy thì sau khi cưới có điều gì bất ngờ ở chồng em không? Nếu như quen nhau 7 năm á, 7 lần sinh nhật á thì tặng chung có một món quà. Món gì? 7 cái đồng hồ treo tường. Tại sao tặng đồng hồ treo tường? Lúc đó là em thích đồng hồ lắm. Cho nên em nghĩ em thích thì vợ cũng phải thích thôi. Lúc đó 7 cái thì treo ở đâu? Nè, treo từ phòng khách rồi phòng ngủ nhà bếp. Thế thì bây giờ còn tặng đồng hồ nữa không? Dạ không, bây giờ có thay đổi rồi. Sau khi cưới thì tặng đồng hồ đeo tay. À cũng đồng hồ nhưng mà đeo tay. Chừng nào thì đeo chân đấy ông ơi. Dạ chưa có cái kiểu đó. Tụi em á có nhiều những cái ngộ nghĩnh dễ thương quá. Quen nhau 7 năm rồi mới cưới. Vậy tụi em có tuần trăng mật không? Dạ có. Tụi em đi tuần trăng mật ở Nha Trang với Đà Lạt. Đà Lạt là rất là lãng mạn. Dạ đúng rồi. Coi như cũng lãng mạn, được ở ngoài Nha Trang cũng được 2-3 ngày. Rồi quyết định ra Đà Lạt thì bố vợ kêu là gia đình bên vợ là sắp lên Đà Lạt chơi chung rồi đó. Tức là đi hưởng chung. Dạ hưởng chung tụi em. Em nghĩ chắc là đùa thôi. Đùa hay là thiệt? Lên Đà Lạt một cái là bà ngoại vợ, dì của vợ nè, rồi mẹ vợ, bố vợ, anh chị vợ, không còn thiếu một ai. Trời ơi. Nghĩa là cả nhà ta cùng hướng từng trăng mật. Dạ. Mới lên cũng bực mình lắm. Bực chứ đúng không? Hai vợ chồng trăng mật tự nhiên nguyên một gia đình vợ lên cái cuốn kỳ lắm. Nhưng mà đến trưa là kéo bàn ra dọn cái là tự nhiên vui. Không, có đó cũng hay mà. Hướng từng trăng mật chung cũng vui. Như vậy là mối tình này bền chặt lắm nè. Tụi em khó có thể nào giận nhau lâu được lắm. Bởi vì ở đây đã có sự hậu thuẫn cực kỳ của bố em rồi. Thế còn em có điều gì phát hiện ở vợ em sau khi cưới không? Khi mà lúc quen nhau á thì vợ em lãng mạn lắm. Đi chơi là ôm mình chặt lắm. Rồi về nhà cũng nhắn tin là nếu mà không có anh ôm thì sao em ngủ. Lãng mạn vô cùng. Cái đến lúc cưới xong thì mình nằm ngủ mình ôm vợ mình. Cái mình thấy vợ mình thức hoài. Ủa sao vậy? Dạ, tại em có cái tính là hay giật mình tỉnh ngủ lắm. Nên là em ngủ phải góc riêng chứ đừng ai ôm chung em ngủ không có được. Dạ từ đó về sau là không bao giờ ôm vợ. Dạ. Dạ. Mà lời nói không đúng với việc làm. Đúng không? Dạ có ôm, có ôm. Từ lúc lấy nhau giờ là mà nay nó ngủ là không có ôm nhau à? Dạ thì ôm có ôm. Trời bất ngờ quá. Em bất ngờ không? Cũng bất ngờ. Tại vì rõ ràng á là em quen nhau tới 7 năm trời á mà không biết được cái yếu điểm gọi là cái tật đó ha. Mà vẫn tin vào một cái lời nói đó. Thôi không có anh ôm làm sao em ngủ được. Chà. Mừng đúng không cưng? Dạ, trời ơi
đó ôm liền ai dè. Dạ, đụng vô rồi. Là chết liền đụng vô là thức. Thế thì em mong muốn là vợ em thay đổi gì? Vợ em thì sau khi cưới hay thích đi dạo phố. Cứ đúng 7 giờ là phải đi ra đường. Ủa vậy hả? Dạ, một tuần đi đủ 7 ngày. Sao vậy em? Em đi làm cả ngày rồi chồng cũng đi làm cả ngày, nên là tối thì hai vợ chồng đi ngoài đường cho nó lãng mạn, ngắm phố phường. Có thay đổi gì không? Thì em mà mong muốn thay đổi vợ em là bớt đi dạo phố một chút. Phải cho thời gian cho đi nhậu đó chứ. Dạ đúng rồi. Còn ngoài ra còn gì nữa không? Chồng em thì cũng hay đi nhậu lắm, khi mà có con thì rất là kỹ tính. Em mà muốn dắt con đi đâu chơi cũng không cho hết, sợ là con ra đường bị lạnh rồi bị tay chân miệng bị đủ thứ hết á. Có một lần á thì là em bận công việc, em mới nói là Thanh ở nhà trông con nha. Sau khi là xong việc á thì 7 giờ tối em về, mà về nhà thì chồng không thấy mà con cũng không thấy. Em mới gọi điện thoại là anh với con đang ngoài quán nhậu rồi em. Lời nói cũng đúng việc làm nữa. Có nghĩa là cái gì kỹ quá, cái gì cũng sợ con bị này bị nọ bị kia, mà hốt con đến một cái nơi mà có tất cả mọi thứ mà em sợ đó. Nhưng mà nó nằm trong tầm kiểm soát của em, nó ngồi kế bên em mà. Nhưng mà tay chân miệng nè, cảm nè, rồi bia rượu nè, thuốc lá nè, đủ thứ chứ bộ. Lúc đó em cũng quên hết những lời của em nói với vợ. Đó thấy chưa? Rồi em mong muốn chồng em thay đổi cái gì nè? Chồng em là bớt nhậu lại đi, và phải lãng mạn hơn. Tới hồi sinh nhật vợ hay cái gì hay tặng hoa cho vợ, tặng quà khác đi, đừng có tặng đồng hồ nữa. Bây giờ vậy nè, mình tính vậy có được không? Một tuần 7 ngày thì mình đi ra đường 3 ngày thôi, còn 2 ngày thì mình tặng hoa, còn 2 ngày kia thì em cho chồng em đi với bạn bè. Có nghĩa là em cũng chỉ có 3 ngày thôi. 3 ngày phải đi vòng vòng ngoài đường. Còn 4 ngày kia thì 2 ngày em bù lại bằng 2 bó hoa lãng mạn rồi. Còn 2 ngày em được đi chơi với bạn bè rồi. Đó, là được cả đôi đường đó, thấy được không? Được chưa? Được rồi, được rồi. Rồi, xin cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ mời vợ của Si Hạnh nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ, và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Mẹ hả? Dạ. Coi như chồng là trang sức. Dạ. Vợ là mỹ phẩm. Dạ. Đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào? Đang đỏ. Đang đỏ. Dạ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng dạ, không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Đoán đi, bé này lên Yên Bái mua trang sức. Hoặc là này đi xuống đi, mua mỹ phẩm. Ủa, mua mỹ phẩm cho ai ta? Rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn. Đó, thì Sĩ Hạnh đó đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái, lúc này cũng chưa phải là founder đâu, lúc này cũng mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi. Thì vô tình thấy cô này xinh quá và cua cổ, đúng không? Không đúng á. Thì xuống chi vậy? Xuống chi vậy? Có bao giờ em trúng không á? Trời ơi, khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Nha. Dạ. Rồi sao bây giờ khai dạ, đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo là em xem em có bạn nào xinh xinh không, giới thiệu cho anh cái. Thế là hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem thế mà con mới chọn trong cái fan list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại và em này có người yêu chưa? Thế, bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo chuyển anh à, tại vì hồi đấy con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình chưa được nghe tiếng, sau này biết quen nhau rồi thì mình thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Trời, như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng vâng không? Vâng ạ. Hồi là đang học đại học. Dạ. Đang học đại học như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. Có 17, 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian hồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21, đúng không? 21 tuổi. Thì 21 tuổi thì đúng rồi. Con giỏi. Và con 19 là 18 ạ, đúng rồi ạ. 18 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ vâng. là có lâu lắm trên rồi 10 ạ. Năm rồi. Dạ, vâng. Đúng rồi. Không? Vâng. À, nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồn. Phát hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn hình nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng rồi, vậy thì làm sao mà tiếp cận với cô ở ngoài đời? Dạ, thì con có bảo bạn con là giới thiệu thì bạn con cũng là tổ chức gặp mặt. Kiểu rủ đi ăn uống vô tình ấy. Thì set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê cũng có cả cái người bạn của con đã xem phim. À có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ dạ, đúng không? Vâng. Set up trong buổi gặp gỡ tình cờ. Đi xem phim
Rồi nhưng mà sao tình cờ được, cố tình mà. Thì bởi vì em mới nói xếp đọc một cuộc gặp tình cờ. Là con cũng bảo là làm nó tình cờ một tí, nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng luôn. Nhưng mà nè, cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì thấy cổ như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi, đây là con cũng dễ dãi hơn trong lựa chọn rồi. Vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nọn chuối. Mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm, còn mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng. Thì con rất là ấn tượng với cái sự tương phản này. Áo xanh rồi da hơi nâu nâu rồi cái quần chắc trắng. Áo xanh, da hơi trắng, quần trắng. Vâng, quần trắng lại đấy. Cái phối đồ nó rất là hỗn hợp. Vâng, nó rất là tố cáo nhau. Thì con thấy, mà con vẫn ok, vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy như thế nào? Lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con, tức là chị chơi với con, có nhắn tin là em ơi, có một anh này hỏi thăm em thì em có muốn gặp không, để chị kiểu cũng sắp xếp các thứ. Thì cũng chị cũng nói thẳng luôn, thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không, tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo là anh này ok lắm, là ok lắm thì ok gặp. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Tuy nhiên là hôm đấy khi mà bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì, nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là nhìn phát con có thấy đẹp dai không? Hồi đấy thì mà hôm nay ăn mặc như hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là chỉ là giả vờ thôi, sau này là nói tranh hết cả phần của con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói. Vì hai vợ chồng tranh mic suốt rồi ạ. Có nghĩa là tạo nét đó, đúng không? Tạo nét. Nhưng mà con bé vậy là rất cá tính nè. Sao chị? Mới 18 tuổi thôi mà bà lại giao ước với cái người chị bạn là mà gặp mà linh tinh không vấn đề gì, em không tốn thời gian. Mà mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã có được cái suy nghĩ đó là cá tính nhiều lắm đúng không? Thời gian con còn quá nhiều mà con không có hào phóng cái nào vậy. Ủa nhưng mà Nhi ơi, trong cái lần đầu tiên đi coi phim mà không có một cái gì để không gọi là ấn tượng về ảnh không ạ? Ảnh có mời con một cái gì đó không? Không, nói ai trả tiền? Anh trả tiền ạ. Anh cũng thể hiện ạ. Tuy nhiên là đúng thật là không có một cái ấn tượng gì. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Và có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau. Thế nên không có một chút rung động nữa. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc mà móc tiền nó trả con có để ý không? Hôm nó xài tiền trắng hay tiền đó. Cái câu chuyện đấy thì tí lát con sẽ chia sẻ vào cái đoạn là lúc yêu rồi. Nó rất là hay ạ, nó rất là hấp dẫn. Lúc đấy thì anh trả tiền thì anh lại hơi giấu đi, chưa nhìn ra, nhưng mà sau này thì con mới có những pha rất là nhưng mà cái lần đầu tiên là trả không. Tiền là mạnh anh ấy trả hay sao? Không ạ, là anh bao nhưng mà làm kiểu anh ấy cứ cũng quay đi anh trả tiền rén. Vâng rén. Đến khi mà nhưng yêu mà nhau rồi thì mới nhìn thấy cái tiền của anh nó như thế nào không? Nghĩa là tiền nhiều hay tiền ít sau này ạ? Nó nói là tí xíu tí nữa sẽ chia sẻ. Giờ chưa, hôm đó đó là anh này anh trả tiền mà anh lén anh không có chắc là sợ là ít tiền hay là có nghĩa là lén xài tiền lẻ rồi đúng không? Tại thường là lén là có hai điều, một là tiền quá ít. Con lúc đấy là đúng thật là đúng thật là lúc đấy là con là một người không để ý lắm đến vật chất lắm. Nên là con cũng không để ý đến đoạn đấy. Nhưng mà tuy sau là đó sau đấy là có rất là nhiều câu chuyện khá là hay ạ về okay, tiếp luôn đi. Thì sau đấy anh có cưa con và con cũng không có rung động gì cả. Thỉnh thoảng con còn tắt máy vì con sợ gọi điện nhiều quá. Thế tuy nhiên là một thời gian sau, khi mà chắc là cưa một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Thế đến một ngày, con nhớ là một ngày, ngày hôm đấy là tháng cũng cuối thu, thì con cũng thấy khoảng một tuần vừa rồi là cũng đã giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thấy thiếu, không rủ đi đâu nữa. Thế là con cũng hơi có cảm nhận một chút. Thì mình đang quen là quan tâm mà, đang quen là cưa cẩm, tự nhiên không cưa, không nói chuyện một cái gì là mình cũng hơi có một chút gì đấy nảy số. Tuy nhiên là con cũng vẫn kệ. Thế là hôm đấy vô tình, bình thường con với bạn con đi uống trà chanh nhà thờ, nhưng ngày hôm đấy đúng thật là trong mình không hiểu sao mà đầu mình như thám tử luôn. Hôm đấy con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi đi, đổi không uống trà chanh nhà thờ nữa mà uống trà chanh ở Đào Duy Từ. Là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè. Và
cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Thì tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái. Mà lại còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao nhớ, người để nhuộm tóc đôi con không nhớ. Thế là con nhìn thấy xong con bảo kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy. Thế là con ngồi vào đấy rồi, thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là em đi đâu đấy? Xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à? Chỉ hỏi thế thôi. Thế xong anh lại vào anh ngồi bạn anh, còn con thì ngồi bạn con. Xong buổi tối về anh nhắn lại, em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Thế anh có chuyện gì anh muốn hỏi em à? Thế là chồng con bảo là thế thì đến lúc đấy chồng con mới bắt đầu giải thích nọ kia. Thế con bảo là ồ không sao. Thế xong rồi con cũng hỏi là thế bạn anh à, thế nọ thế kia. Thì là bảo ừ bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá không được, đang tính là quay xe. Ở đây thì hỏi con nè, nó thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ ơ. Vâng, con quay xe con cũng hơi chán rồi con định Nhưng mà nếu con đã chán rồi thì bây giờ vô tình gặp cổ thì con phải đả cái nư chứ đúng không? Thì tại sao tối con lại về con lại nhắn tin cho cổ? Em à, em chưa bao giờ gặp cái cảm xúc đó sao? Em chưa bao giờ gặp cái cảm giác đó chưa. Cái cảm giác là giống như là không phải là chán cô này mà là chán cái việc mà mình phải đeo đuổi cách vô vọng thì đó em nói. Cho nên đâu có đã nư được, gặp một cái là nó lại cuồn cuộn hơn, có đúng không? Đó đúng rồi, là về đúng rồi, con chán là về nhắn tin cho cổ. Con chán là con chán cái kiểu cái cảm xúc mà mình cứ không được hồi đáp lại rồi cái sự quan tâm của mình cũng không thấy sự phản hồi là ok gì. Cái đó là hiểu dạ. Hiểu là nên là con mới đi tìm một cái cơ hội khác, một người bạn khác dạ. Nhưng mà vô tình lại gặp cô này nữa thì thật ra nó bởi vì em mới dùng cái từ đã nư đó đúng ra thì gặp cô này phải giật mặt cổ cái không có đã mà sao lại về lại nhắn tin cho cổ. Hồi đó giống như là em cua vợ em chưa được á, xem chở chị Thúy Nga chưa được gặp vợ em. Thực ra theo đó con thì sao nè, theo con thì con chỉ là con chán cái đấy, nhưng mà thực sự cái trong lòng con muốn thì nó vẫn là một sự quan tâm thôi. Cho nên nếu mà khi con gặp lại mà nó mà nhận được một chút quan tâm thì mình lại sẽ là tiếp tục cho lại quay xe là quay liên tục. Thật sự là con rất là thích cô này đúng không, mà chưa chinh phục được. Và tối hôm đó khi mà nhận được cái câu hỏi của Nhi, thế anh có điều gì muốn hỏi em à? Chắc chắn là có điều gì muốn nói với cổ lắm. Không, con nhắn hỏi vợ con. Con hỏi vợ con xong vợ con hỏi lại. Xong vợ con hỏi lại con, anh có điều gì muốn nói với em không? Nhi rất là cao cơ với con. Con nói câu gì? Thì con kể thế gì nhớ không? Có ạ. Con thì con nhớ từng chi tiết một. Chồng con thì hồi đấy cũng có chia sẻ là đấy, lý do vì như thế này thế kia, đây là bạn thân của anh. Và thật ra là cũng hơi thích nhau. Có nói thẳng luôn như vậy. Thế con mới hỏi là ơ thế sao không thích từ trước đi, mà bây giờ đang cưa em xong bây giờ quay ra kêu là thích. Thì con nói hẳn thế. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy, về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Thì là cảm ơn cái tình huống đấy xảy ra nên là mới gây cho con một sự hiếu thắng. Con rất hiếu thắng. Con nhìn là không được rồi. Quả này là không ổn, đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con đã, quay lại tập trung vào con đã, xong lúc đó con đá sao. Con định như thế cho đỡ bực. Thì cái tội đang cưa. Thế xong rồi con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi, tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau, tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nọ nỗi khổ kia, chẳng có nỗi khổ nào. Thế nên là xong con cũng hẹn gặp. Thì hôm đấy con nhớ mãi là hẹn gặp ở một quán cà phê, xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề. Con cứ ăn thôi, chồng con rất là sốt ruột rồi. Con rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên là con không nói. Con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Ôi chồng con sợ ấy, mắt kiểu lúng túng luôn ấy. Rón ré. Rón. Mắt thế mở lên. Lúc cụp xuống. Nhìn này xong lại cụp xuống. Đấy. Thế xong rồi con mới bảo là thôi. Đấy, nói chung là em với anh thì như thế, nhưng mà chắc là chưa có duyên với nhau. Thì cứ ngồi ngày hôm nay ngồi ăn uống với nhau thôi. Cũng không, em cũng không có gì nói thêm cả. Con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi. Hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa, rồi thế nọ thế kia đấy. Em cũng có hỏi ngoài lề một chút. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là thôi, em cho anh xin một tuần, rồi anh đưa em câu trả lời. Xong con nghĩ trong lòng chứ, đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần.
con bảo là chả lẽ lại bảo là cho một tuần thì thôi đi về mà tự tìm tình yêu nọ kia. Con đang nghĩ trong đầu như thế, con đang kiểu bảo là ôi giời, ông này ông bị làm sao nhỉ, tinh vi quá. Đang cơ mình lại kêu xin một tuần. Thế là con bảo vâng ok. Thế con lúc đầu con cũng giả vờ ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái thả thính. Về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưng anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước, con ôm. Thế xong con chỉ xuống xe, con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu, anh về anh yêu bạn thân anh đi, tại vì thế nọ thế kia. Thế con nói thế xong con mình con tắt máy luôn. Sợ quá, ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được. Thế là anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thực ra là rất là cảm ơn cái thời tình huống đấy. Chẳng cần một tuần à? Sang một đêm thôi, sáng hôm sau. Ở đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Dạ, đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua thôi, không bị nhục. Không bị nhục. Thế đến lúc mà hàng ngày trôi qua anh cũng quan tâm thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh. Thì lúc đấy cũng có yêu nhau rồi, nhưng mà đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi, nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu. Tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa, tại sao tóc? Trông kiểu trông kiểu ăn chơi một tí. Trông kiểu hơi kiểu hồi đấy là đã đang từ kiểu trông lành tự nhiên thì trông ăn chơi một tí đã yêu hơn một tí rồi. Thôi đột nhiên nhuộm từ lâu. Thế thì bây giờ rồi, còn thích cái kiểu mà tẩy tóc vậy đúng không? Con vẫn động viên chồng con tẩy đấy, nhưng mà chồng con không tẩy nữa. Thế xong rồi có một hôm đang đi trên đường thì chồng con đèo con ngang qua phố, thì tự nhiên chồng con lại hất hàm bảo kia kia bố anh kìa. Thì con mới quay ra con bảo nhìn bố anh, thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý. Thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thế con đi qua mà ôi nhà anh đây đây à. Thế con chồng con bảo là nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Tự nhiên nó không phải là, đôi khi nói ra thì buồn cười, nhưng mà lúc đấy đã yêu rồi chứ không phải là chưa yêu. Nhưng mà tình cảm thì là nó đang ví dụ đang khoảng được 5 thì nhiên lên 7. Thế xong là rồi do đi ngang cái nhà do là phong thủy đúng rồi. Trời, nhà chồng con bán trang sức đá quý phong thủy mà đấy. Thế là đi qua nhưng mà lại không nói là đây là nhà anh đâu, chỉ bảo bố anh kìa. Thế bố anh thì con mới đấy đang đứng trước cửa nhà. Thế mà bố anh đang đứng trước cửa nhà anh, nhà bảo nhà anh ở đấy. Thế là lúc đấy con mới biết, chứ trước đấy khi con đồng ý là con cũng không biết là nhà như thế nào. Thì từ sau khi thế xong nào? Đi xong chơi đấy, thì có để ý cái bóp tiền có chưa? Đây bây giờ con bắt đầu con kể cái đoạn này đây, xong đến lúc cô hồi không cái hôm đầu nó là tiền lẻ hay tiền trắng đó thì chắc chắn là tiền trắng xong rồi. Tiếp sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp, thì chồng con lúc mà mua vé chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa, con lại yêu thêm một tí nữa. Yêu thêm một chút, 500 à? Một tập rất là dày và đấy mà nhiều từ 500 hay 200 500 ạ. Cứ mỗi lần vậy là yêu thêm. Nhưng mà tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số. Về sau mới biết là chồng con trúng số. Trời ơi, trúng số. Trúng nhiều hẳn, trúng số mấy chục vậy. Vâng ạ. Chả ít ai giàu trúng số. Thế ơi, nghĩa là cô gái này á có mỗi ngày á là đi có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vâng. Vậy thì tình cảm con đối với cô ấy như thế nào? Có giống như cổ không? Có nghĩa là mỗi ngày yêu cô ấy thêm một chút không? Con thì con nghĩ là chắc là số con may mắn nên được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Còn thì còn con thì lúc nào con cũng vẫn yêu, như là bởi vì mình chính là người chọn, mà thực ra đây là cái con đã đầy tim ngay từ đầu. Vâng. Rồi. Đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hay quá, rõ ràng là hạnh phúc của các bạn là lựa chọn. Đúng không? Đúng ạ. Rồi bây giờ coi như cưới nhà được bao lâu rồi? Mà con vừa cưới, vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, vâng. Mấy bé rồi? Hai bé ạ, con có hai bé rồi. Con bé 5 tuổi và bé 6 tuổi. 12 năm rồi ạ. Bé 5 tuổi với 6 tuổi. 14 năm chứ ạ. Vâng, 14 năm ạ. Vậy là đẻ năm 1 luôn. Dạ vâng ạ. Wow, 14 năm. 14 năm yêu nhau lấy nhau. 14 năm yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió. Yêu nhau lắm ấy ạ. Đâu chuyện gì vui vui coi. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi, rất rất yêu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nói vui vậy thôi, chứ còn con là con yêu con người của chồng con, tại vì chồng con là người rất tử tế mà rất là tốt bụng, thật thà.
thì không hiểu từ lúc nào cứ bị quấn nhau, quấn hút nhau, mà yêu nhau là yêu nhau rất thật. Thường xuyên trốn học để đi chơi với trai. Thế xong rồi đùng một cái thì chồng con thông báo là chồng con đi du học. Và đấy sốc quá, đấy rất sốc, và lại là một cái chướng ngại, là một cái gì đó. Tại vì ngày đó thì thật ra là hoàn cảnh gia đình nhà con đúng cái thời điểm đó thì con cũng gặp biến cố, nên con không thể theo chồng con đi du học được. Nếu như là nhà người khác có điều kiện thì có thể là hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi học. Tuy nhiên con không có viễn cảnh đó, con có lựa chọn là con ở nhà chờ. Thì lúc đầu chồng con đòi đi Úc cơ, nhưng con bảo là nó Úc xa quá, Úc mà nếu mà chồng con đi Úc thì con sẽ chia tay. Thì chồng con cũng có một sự hy sinh nho nhỏ, thật ra là hy sinh lớn, là từ Úc chuyển sang Singapore. Và khi mà chồng con đi du học ở Singapore ấy, thì con cứ 2 tháng là con bay sang một lần, và mỗi lần thì con ở 1 tháng. Thế là chồng con không trượt được phát nào cả, chồng con thì vẫn ở trong vòng tay của con. Và đúng thật là rất là mang tiếng là bỏ nhà đi theo người yêu nọ kia, đi biển biệt. Hồi đấy cũng cảm thấy là một chút gì đó ý kiến, nhưng mà đối với con không phải vấn đề, vì con đã quyết tâm mục tiêu của con là anh này rồi. Con không thể nào mà con nghĩ trong đầu là nếu mà con đã chọn thì con sẽ phải lấy làm chồng. Thế nên là con nghĩ là nếu như mà rằng mình không giữ tình yêu của mình thì mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Thì đấy là cái lựa chọn của con. Đối với con thì hạnh phúc là một lựa chọn. Và con tìm cái hạnh phúc này bằng cách là con phải bằng mọi giá là giữ được cái người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Và khi mà bọn con xa nhau khoảng 3 năm chồng con du học thì có rất là nhiều biến cố, cũng cãi nhau rất là nhiều, bỏ nhau cũng rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà chồng con cưa con thì con cảm nhận rõ ràng là chồng con rất yêu con. Tuy nhiên là khi mà chồng con đi du học là con cảm nhận được luôn là anh ấy không yêu con nhiều nữa. Cảm nhận là nhạt nhẽo luôn ấy. Mà mình tự nhiên mình lại đóng vai với người rất là chạy theo tình yêu. Tức là con đi làm khá là sớm. Ngày xưa con cũng mở hàng kinh doanh, và cứ 7 giờ tối con đóng cửa là con về nhà. Con dựa gối để chờ anh này gọi điện thoại về. Nhưng mà tuy nhiên là anh này anh không hiểu anh làm gì. Có thể là ngủ hoặc là đi chơi, không gọi. Bây giờ cũng không thể biết được là làm gì cả, mình chỉ biết là không gọi đi thôi. Tại thời điểm đó thì con rất là buồn và cãi nhau nhiều. Nói chung là con thì con có những cái tổn thương và có những cái tủi thân, nhưng mà anh đối với anh thì là chuyện bình thường, anh thấy bình thường. Xong rồi bạn bè bảo là ô gọi cho Nhi, gọi về cho Nhi đi, nó vừa gọi đấy, cũng kệ, ta không biết là lúc đấy là như thế nào. Tuy nhiên là cái thời điểm đấy thì con nhận ra rằng là bản thân con không được phép như vậy. Con phải yêu thương bản thân con trước. Con phải là cái người mà tự tạo niềm vui hạnh phúc cho bản thân, thì người bạn ở xa mới cảm thấy lo lắng. Tại vì mình mà cứ yên tâm ở nhà thì anh này anh cứ yên tâm là ở nhà lúc nào cũng có một người chờ đợi mình, thì có thể đó cảm giác là bị an toàn quá. Thế đến lúc mà con chợt nhận ra rằng là con phải thay đổi, và con thay đổi, con yêu bản thân con nhiều hơn. Dạ, con bớt con quan tâm phẫu thuật thẩm mỹ, và con bớt quan tâm và con bớt chia sẻ với con. Bớt chờ lại đúng không? Con quyết tâm con đi làm mũi luôn, phẫu thuật thẩm mỹ. Con về con sao bạn kể sao bất ngờ quá vậy? Tại vì em nghĩ rằng là tôi sẽ yêu bản thân tôi hơn. Đấy, đi để đi rồi. Thế nên là đi phẫu thuật thẩm mỹ để tăng hơn bằng cách đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn. Đúng rồi, là làm mũi luôn đó, đi làm mũi luôn. Tự nhiên đi làm mũi xong cũng thấy mình xinh hơn hẳn luôn. Thế là thật ra là lúc đấy cũng rất là nhiều người thích, cũng có hỏi nọ hỏi kia. Thì lúc đấy con mới nhận ra rằng là không phải là mình như là mình nghĩ, tức là mình cũng không phải là kém cỏi, hay là mình cũng không phải là cái người mà không đến nỗi có ai để ý hay như là mà để chồng mình phải thờ ơ với mình như vậy. Thì thời điểm đấy cũng có người thích con, và chồng con giật mình, chết rồi, kiểu nọ kiểu kia, lo lắng. Thế tự nhiên giật mình và quay ra giữ người yêu hơn, bắt đầu lại quay xe, quan tâm bắt đầu hơn. Lại quay xe sao đổi ngôi. Chồng con toàn thích quay xe. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi. Vâng. Và con quay xe lại là con quan tâm hơn, gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữ gói chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ? 2 năm. Du học sinh về đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về mình nhìn thấy vợ mình thay đổi về ngoại hình. Con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xin ngắt quãng ạ. Chồng con chính là
nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức ếch đậu trên rất, cái lá sen. Rất là chê. Ôi Nhi ơi, chê. Anh hỏi nè, cái đợt mà con đi làm mũi là dạ. Con làm ở đâu? À, lần một thì con làm ở Việt Nam. Tuy nhiên là con làm 5 lần hỏng. Con làm cứ làm nó không vẫn không đẹp. Và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má. Thế là nó to quá. Và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Ừ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đâu. Một trải nghiệm trong cuộc đời con đâu, mà con nghĩ. Con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ, mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Có cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Lần cuối cùng là lần cuối cùng là chưa khi trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng thì mà tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi. Rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu vì làm nhiều quá rồi làm cái không ăn xong thì thôi được rồi cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra làm đi đi sang Hàn Quốc làm Hàn Quốc làm thì bảo ok anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái là con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà thì ok anh ngồi anh ngả lên một tí em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu một lúc sau lâu đi ra. Con ok đi ra phải thế đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục ok thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Thì sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữ ở đấy cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm thì trao đổi qua lại thì bảo ok anh yên tâm cứ ở ngoài này xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả. 4 giờ vẫn chưa thấy, con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thể nói ấp ống xong rồi sao gọi, không thể nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc mà thôi chết rồi. Hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi. Chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9 rưỡi tối thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là Xong rồi anh vào thăm vợ nhà, anh nhận vợ. Thế bảo ôi dồi sao 9 rưỡi này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, nó chỉ có ai được phép đi vào đâu mà cửa kiếp sắt xiếc của to trông như ngân hàng ấy. Đi vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai cũng thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì bảo cô y tá bảo là vợ đây. Đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng hai con mắt, còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Bảo vợ anh đây thật á? Thế bảo vợ anh thôi. Ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước là thống nhất đi làm mũi nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì nữa, tiêm mặt nữa, làm hết mặt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi có đúng hai cái mắt anh cũng hiểu rồi, đập đi xây lại vợ đập đi xây lại vợ ăn gian chưa rồi. Con bị sốc ấy, con bị sốc vào đầu. Ôi rồi, vậy lúc ấy nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó là như kiểu là sắc Ai Cập ấy, băng bó kín luôn này. Thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo. Xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về thì về khách sạn nghỉ ngơi đã. Để biết tại là con phải về dìu luôn người yếu lắm chú ạ, vì bổ từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng lại thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này. Xong rồi cũng bịt kín mặt giống hệt vợ con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây thôi, bảo đây là đâu, tôi là ai. Lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi ạ. Có nghĩa là nói đúng không, lúc ấy nói yếu không nói được nhiều rồi, chỉ cần nắm tay là biết rồi. Thế là con mới đưa về khách sạn thì con cũng lấy con bực lắm lúc về con, bởi vì
đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là thế là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận hai làm 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được, hay là muốn đi muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn, bỏ về một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng, một tiếng nói kia mà thôi nhìn mặt nó kìa trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nó rồi tính. Thì con tiện lúc ấy khoảnh khắc đấy thì con nhớ đấy, có một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, nghĩa tình hết lần này cho ở lại chăm sóc, sáng đi mua cháo nấu rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bốn cháo cho vợ con rồi nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh xong rồi nào lại đưa ra viện xong rồi lại để tái khám. Xong rồi con còn nhớ có một ngày mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú, rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi, ở dưới ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút, rét mưa nó hơi bắn vào mặt, đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi, đưa vào đúng cái bộ đúng cái cảnh là cô đơn. Thế tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm hồi đó con chưa thân với mọi chị em mọi người này lắm. Con bảo tưởng Việt Nam quá, trong đầu mình mà đi cùng đấy, vô tình đã làm nói người lừa dối mình rồi, bây giờ lại còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây. Coi trong đầu con đây là quân địch đến, không nói chuyện lạnh lùng mặt quay thì mà không nói vợ em ở trên, mọi người đi lên đấy ở dưới tiếp, một ức lắm chú ạ. Lúc ấy là thực sự cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn. Lại do cái mặt lúc là con nghĩ là ly dị luôn. Ôi, về đến sân bay là đòi ly dị không? Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa rồi. Nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ổng bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu ngủ quên thiếu một chi tiết hay sao ấy. Tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không? Thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi. Không trả lời cũng là anh đồng ý, đúng không? Nhưng mà nè, cái giây phút mà để hỏi là chồng lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á, rồi con lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng, nói rất là kinh là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ, đòi thế kia. Thế con chỉ bảo là bây giờ mà ra tòa mà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con nói thế. Ai bây giờ cứ bình tĩnh mình nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá, thì con cũng thấy là thôi mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì thật ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám và cái mặt con tiêm ý là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần. Và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm, con bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh, hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu nổi. Không cãi nhau chịu không nổi, hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi, nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần hai con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt, để thành mái che hết mặt rồi. Về là ông vẫn phát hiện ra, thế là lại rồ lên lần nữa. Ôi rồi ôi, lại đòi bỏ nhau lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn giờ chưa bỏ nhau. Hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay, vợ con đi nhận hàng thì là đang rất là chờ người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra từ xa, thế trông giống vợ mình nhưng một cái bộ mặt nhưng lại không giống vợ mình nói bảo sao trông cũng rất là khác, bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác, vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Thôi bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới 3 mặt đấy. Thế là chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. nhưng mà con công tâm dạ. Công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa, cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú đang rất tò mò. Dạ. Cái lần đầu á, vâng, khi mà là đập đi xe lại đó, vâng, con còn nhớ thì khi chúng ta có đi coi phim, mà nhất là những phim Hàn Quốc mà vâng, mình vâng, Mỹ đó, vâng, đó cái lúc mà tháo cái bằng nhạc luôn, búng ra một cái, trời ơi, hào quang tỏa. Này đúng đấy, một cô gái, một nàng tiên tỷ tỷ xuất hiện.
Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở mặt dạ. Mở cái mặt ra, thực ra cái sao? Trong phim thì là nó mở ra thì là đẹp thôi ạ. Còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu vết kiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ. Chứ mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng thôi chú ạ. À, nghĩa là phải một thời gian sau. Vâng, một thời gian sau. Thời gian sau. Ừ. Kiểu bị như kiểu là phải làm quen với người mới trong mặt hàng sáng ngủ dậy có nghĩa là có phải không, nhưng mà bây giờ xinh quá trời. Dạ. Đúng rồi, nhưng mà lại tự nhiên nha. Dạ. Con cũng nói con sửa, vâng. Con không biết luôn á. Ờ, con cũng để tự nhiên và rất nhiều người khen. Vâng ạ. Mà hồi nãy nếu mà nói con sửa là mình không biết luôn á. Mình chỉ nghĩ là sửa mắt thôi, là cắt mắt thôi. Dạ. Ồ, nhưng mà là phải 5 lần sửa mũi. Vâng ạ, phải và... không phải 5 lần ạ, 5 lần là lúc ở Việt Nam ạ. Xong rồi tháo ra gần cuối để sang Việt Nam là 6. Xong sang Hàn Quốc lại còn làm lại 2 lần là tại 8 vì... lần. Dạ vâng ạ, tại vì lần nhưng mà lần sau chồng con thông cảm. Tại vì nó là vấn đề về về kỹ thuật. Về sau nó vẫn bị hơi gồ tí, con chồng con thông cảm lần sau chồng con sang. Nói chung là mấy lần cũng được. Bây giờ cái giao diện cái hình ảnh okay, này là quá ok rồi. Vâng. Và chồng con cũng phải là công nhận là trên sóng truyền hình là đẹp như thế này, đẹp hiện đại. Đúng không? Thôi chúc mừng con. Dạ. Phẫu thuật rất thành công. Đúng không chị Một? Sang cái kia luôn đi. Tật xấu. Đó. Tật xấu. Vậy thì quá trời năm để mà bao nhiêu phẫn uất cho con nấu. Quá trời năm quen nhau rồi bây giờ ở với nhau. Vâng. Rồi hai đứa con nữa đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ đó bây giờ tới con. Có còn điều gì chưa hài lòng ở tính tình của nhau? Bây giờ có hay chọc giận con nữa không? Đó. Có khá nhiều ạ. Đâu kể đi con. Đầu tiên thì con thấy là vợ con là nóng tính. Rất nóng tính. Mỗi lần mà cãi nhau hai vợ chồng là chồng vợ con là cứ phừng phừng hay là kiểu nóng nhất là nóng là rất làm lắm. Gì? Vâng ạ. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất. Hồi nãy chồng có nói là có thời gian là hai đứa cũng chuẩn nhau. Đúng vậy, nóng nhất là cái đấy. Đấy. Có bây giờ còn có bạo lực bây giờ không ạ? Thời tác động vật lý. Dạ vâng, tác động vật lý đúng rồi. Mà con có bị dính cái vật lý nào không? Có ạ. Có cái lần nặng nhất là dính đâu? Có một lần như này, cũng lúc tác động vật lý. Con vẫn nhớ là hồi đấy cãi nhau thì cãi nhau ở bên nhà con. Hồi đang yêu nhau thì là khi mà cãi nhau thì vợ con bỏ đi, bỏ nó xuống dưới thì con mới đuổi theo cãi nhau. Thì cãi nhau gần nhà thì vợ con nóng giận nên là tác động vật lý con như này. Thì con mới lại để tránh sự an toàn thì con phải đưa cái tay này để con đẩy vợ con ra để giữ cái khoảng cách an toàn. Thế là mấy bà hàng xóm của nhà con là mấy cô đi tập thể dục buổi tối đi qua nhìn thấy thế là cứ hét lên là, thằng kia đừng có bóp cổ nó nữa. Nhưng thực ra con đang bị tác động vật lý tơi bời. Con mới là người được bảo cần được bảo vệ nhưng mà lại cuối cùng lại thành tổn thương chứ. Ở lúc đấy là bảo mà đây lại cả hàng xóm nhà mình lại nó chết dở buồn là oan ức. Oan ức ạ, oan ức ạ. Nóng tính này, nóng tính à, nóng tính là sao? Vợ con là bừa bộn như thế nào? Nói chung là trong phòng của vợ con là ví dụ như buổi sáng vợ con ngủ dậy là vợ con chỉ cứ đi vào đánh răng rửa mặt xong vợ con mặc áo đi rồi còn lại đồ đạc cái thứ là không bao giờ xếp vào cái lọ cái kia. Check out. Vâng, check out luôn. Túi một đời rồi giày cái gì đó và rồi con có phải là người đi hốt hay cái đó không? Con cũng phải dọn. Tại vì nhiều thuốc đang không phải nhấc cả chân lên hút bụi. Mà vợ con nó mua đồ gọi đồ gì ship về các thứ mà có những lần con dọn đồ mà con thấy cái gói đồ 2 năm rồi vợ con chưa mở người ta ship về. Em hỏi là em mua gì đây? Vậy 2 là, năm rồi. Vậy là cũng là tín đồ shopping online. Tín đồ shopping online. Có nghiện không? Có. Như vậy là cũng nghiện shopping. Nghiện mà không nhớ đúng đồ cái gì. 2 năm chưa khui là biết là cũng nặng lắm rồi nè. Thế bảo trên này em hết hạn rồi anh vứt đi hộ em. Rồi bây giờ hỏi nè, thường người ta nói đó, đi mà đi nhiều quá là sẽ bị hay quên. Dạ. Cô ấy có bị không? Con nặng trí chưa thẩm mỹ đã hay quên rồi. Chưa thẩm mỹ khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi là hay quên từ là... bẩm sinh rồi. Nhưng mà thẩm mỹ 8 mấy lần mà tính luôn mỗi là 8-9 lần đúng không nhớ hết luôn chắc là càng ngày càng nặng đúng không? Vâng. Có giờ mà quên đi cái ngày kỷ niệm của hai đứa không? À không, cái đấy thì đa phần lại bị con bị quên. Con lại hay bị quên những cái ngày rồi. Thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Con mong muốn thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi. Bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn khi mà vợ con là có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Cái người phụ nữ là con thấy là đối với con thì bây giờ là chuẩn chỉnh hơn rất nhiều rồi. Con không, không mong muốn thay đổi điều gì nữa. Dạ, con mong muốn thì là bớt nóng tính. Bớt nóng tính lại. Vẫn là bớt nóng tính. Biết là nghe chồng hơn. À, theo chú nghĩ là cũng nên bớt đi. Dạ. Chứ nhiều khi nóng quá tác động vật lý cái túi mũi cái lỗ mũi mình là bị còng đụng vô cái gì cái độc ra chúng vô cái lỗ mũi mình cái còng cái phải đi làm nữa tốn tiền nữa đúng không đó. Rồi giờ tới con đó Nhi.
Con xin chia sẻ một chút là ngày trẻ thì là trẻ trâu ấy, hai vợ chồng trẻ trâu nên thế nha, từ lúc là cưới nhau trộm vía là ngoan hơn rất là nhiều, hai vợ chồng yêu thương nhau, không tỉ thí vào công nữa. Nhưng ngày xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng, bọn con còn đánh nhau mà chạy đứt cả dép, chồng con chạy đứt cả dép. Rất đấy. Là nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thì con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu con không biết là mọi người như nào, nhưng con thấy là như bệnh chung hay sao. Như thế nào là vô tâm? Thì quên ngày quên giờ, tức là những cái ngày đó nãy tự thú. Con thì con là người rất thích yêu, kiểu nói hơi quá thì như phim thì không tất nhiên là không được như phim, nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí. Nhưng chồng con lại là người thật quá, nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm. Và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con, nên là đã từng có lúc con đòi ly dị chỉ vì là con thấy chồng con yêu không yêu con lắm. Nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người có cách yêu. Cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em, anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy thì con không tin, nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế. Tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con không kể cho con luôn, là con rất cảm động vì là hóa ra là anh ấy con làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn. To lớn. Thì lúc tức hồi đời người yêu nhưng mà âm thầm hành động. Vâng, không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ngày xưa vợ chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn. Rồi. Thì con cũng là đấy, con quá. Cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu thứ rồi người ta có thể 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến. Bây giờ con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con đấy con tự đánh giá. Cô thấy cũng ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước. Thế chồng con bỏ quên con đằng sau luôn. Quên nắm tay luôn. Cô không nắm tay luôn. Đó thì con bảo là mình vô tâm như vậy. Bây giờ cũng vậy luôn. Vâng. Rồi còn gì nữa? Thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Ok, nó không phải vô tâm mà là hời hợt. Đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn. Tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Còn nếu mà buổi tối mà đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà. Ôi, trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận với điều đấy. Đã thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à, mình dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào cũng chăm sóc vợ, tức là không bao giờ để vợ gặp con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì. Và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình, tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Ừ. Thế con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi à? Đừng vô tâm. Bớt hời hợt. Tất từ từ vô tâm hời hợt giống nhau. Còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí. Tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi hay là con nhẹ nhàng thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi xong chồng con nói tiếp, con phản ứng luôn, con bảo tức là con cáu căng lên hơn tí thì chồng con lại thôi. Thế tức là chồng con là mong bệnh là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế con chỉ mong là thấy em biết rồi một cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang hơi bướng, nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói con nói lại nữa. Thế còn gì nữa không hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ. Hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo, nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ, yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn. Chỉ vì là chồng con không, gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Thế là con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật, nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay,
chồng con nhất định không quay. Và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau, có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không, không không có ai bỏ nhau được như vậy cả. Nên là cố gắng, là không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi. Vì đằng nào cũng không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu tàu chồng con không quay đâu. Chồng con rất khó chịu. Tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu về việc con quay TikTok dù không quay. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Hôm con biểu diễn đằng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi em cứ quay. Mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi. Chứ không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu, không thể nào mà chấp nhận được và không quen. Thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi. Và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn, thấy vợ khổ quá. Thấy vợ cứ kiểu cứ kiên trì quá. Tức là chồng con không quay, đấy là việc của chồng con. Còn con vẫn cứ, con cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu là làm là phải làm cho bằng được. Cái kiểu ví dụ như con bảo là con không thích quay TikTok vì con không biết diễn cái gì cả. Thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Giống ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả. Là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con, còn lại là chụp mặt vợ con. Không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, ví dụ như con không thích quay thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới bà quay thì con đứng lên con bỏ đi. Dạ không, con cứ ngồi đấy thì bỏ đi thì đâu thì bà lại chắc cũng thích lắm nè. Bỏ đúng đi thì bà lại đuổi theo đến cái nơi đấy đi thôi. Bỏ đi là lại thành cái nhau. À, dạ. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một cái luôn. Vâng, vâng ạ. Bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Lên TikTok là thật ra bọn con không hot đến mức mà là TikToker đâu. Bọn con không nhận mình là TikToker. Vì bọn con làm TikTok là để cho happy thôi, cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái đấy làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều hơn nữa. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, mày tức là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày sao trông mày bất hạnh quá. Trong mắt kiểu đang về cam chịu rồi. Trên đấy mọi người gọi coi là 3 phần bất lực 7 phần luôn chiều. Mọi người đang phải đặt cho con chuyện danh. Cái nét là khán giả là mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao. Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, là lúc đầu là không hiểu đâu. Lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương. Ngoài ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Và chồng con cảm thấy là à hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một đối cái gì đấy giá trị hơn đồng. Đối với cộng đồng. Chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy. Không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái giai, đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn thì người ta chúng ta sẽ mới hiểu được nhau, chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Dạ. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á, thì chắc chắn là tụi con không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị. Nay là 14 năm rồi. Vâng. Sẽ còn là bao nhiêu? 54 năm nữa là bao nhiêu? 54 năm nữa là đám cưới vàng. Vâng. Đúng không? Vâng. Năm đâu? Không cần 50 năm thôi. 50 năm nghĩa là 36 năm thôi. 36 năm nữa là đám cưới vàng. Dạ. Đó. Ôi, chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau. Vâng. Đó sẽ đến mà gặp anh Quyền Linh chương trình tình trăm năm đó. Dạ. Không, cái chương trình của mình á cũng là đám cưới vàng là comeback lại được. Dạ. Đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt. Dạ. Thì không biết rằng là con đã hạnh. Dạ. Không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình trong cái dịp gọi là đặc biệt. Vâng. À. Vâng. Thì đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con, bởi vì đây là lần đầu tiên con được lên TV. Thì con cũng
chuẩn bị cho vợ con một món quà. Ôi biết chuẩn bị quà luôn. Chú không hề biết luôn. Dạ. Tất cả mọi người không hề biết. Con không biết thật. Con cứ thoải mái. Đấy, đứng lên luôn chứ. Đấy, thì con có một món quà tặng cho vợ con. Ôi trời. Sao ngày hôm nay thì ôi dồi, con có, em có thể mở luôn. Thế á? Ôi lúc nãy con thật sự nhá, đầu con cảm giác là con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì dấm dui với chị biên tập rồi con bảo là không sao đấy, có chuyện gì đấy. Thế con còn lúc chị vào phỏng vấn con bảo không hiểu hôm nay chồng em có cầu hôn em lại trước sân khấu không? Con còn nói thế. Có khi lại Rung kìa. Ôi không mở ra được anh. Ôi cái gì vậy? Lạnh. Đó không phải là một thứ gì to tát, nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Tại vì thực sự hôm nay nó là một ấn tượng đầu tiên là con được tham dự cái chương trình này, thì con cũng muốn giải mã là bọn con là cặp vợ chồng, thì tặng vợ con một thỏi son để cho thành vợ chồng son. Đi thi vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con này là biểu tượng của phái đẹp. Đối với con thì con thấy là khi phụ nữ người ta tô son lên thì nó như là một samurai, người ta đã kiếm vào là người ta sẽ đi ra đường, và đấy là cái cuộc sống là bắt đầu là sống với cái vẻ đẹp. Và thứ ba là nó còn có sự là ý nghĩa là sự may mắn. Thì con muốn chúc cho vợ con là có sự may mắn và luôn xinh đẹp với cái và hạnh phúc và thành công trong cái công việc mới của vợ con. Xin cảm ơn. Trời ông chừng hồi bốc tâm chúng tưởng son năm hộp son và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc và luôn luôn yêu thương nhau và mãi mãi là sắc son với nhau. Cảm ơn ạ. Vậy con có thấy là bảo là chương trình là có chú Thuận là chương trình chọn cái tên rất là hay, vì có chú Thuận đây thì chắc chắn là sẽ thuận vợ thuận chồng, tắt biển Đông cũng cạn đấy ạ. Chú cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Rồi bốc thăm luôn nghe đi, cho các con bay về cho kịp. Con kia đâu, cho cô miếng nước của cô coi. Bây giờ tụi con về luôn rồi. Ủa tụi con mấy giờ bay?